của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc đồng hồ màu đỏ như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Mình sẽ cắt toàn bộ hình ra nha. Cái tiếp theo mình còn 4 cái nữa nha. Mình còn 2 cái nữa nha. Như vậy là mình đã cắt xong được 12 cái hình tròn như thế này rồi. Đây, 12 cái hình tròn màu xanh. Và tiếp theo mình sẽ dán chúng lên cái phần giấy màu đỏ này nha. Mình sẽ dán xung quanh. Để cho dán được cân đối thì mọi người sẽ dán không đối diện nhau nhé. Như vậy là mình đã dán xong như thế này rồi. Giờ mình sẽ dùng bút để mình ghi số giờ nha. Trước tiên mình sẽ ghi bằng bút chì. Sau khi mình đã lấy bằng bút chì rồi, bây giờ mình sẽ dùng bút màu để mình tô lại nha. Đó. Như vậy là mình đã ghi xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm cái kim đồng hồ này nha.
Kim đồng hồ mình vẫn sẽ dùng đồng hồ xanh. Các bạn chỉ cần cắt ra hai đoạn là được. Một cái ngắn một cái dài nhé. Mình sẽ làm một cái kim giờ và một cái kim phút. Thì mình sẽ gắn lên cái đồng hồ. Đó. Như vậy là mình đã làm xong cái kim đồng hồ như thế này rồi. Tiếp theo mình sẽ dùng cái tờ giấy màu xanh này để mình cắt ra hai cái tai nha. Hai cái tai mình sẽ sử dụng màu xanh. Đó rồi mình sẽ gắn nó lên cái đồng hồ nha. Như vậy là mình đã vừa làm xong cái đồng hồ tay gấu đơn giản như thế này rồi. Đó. Rất là đơn giản. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha.